Vượt lên khó khăn do dịch COVID-19, ngành y tế Lào Cai đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu đã được tiếp nhận và làm chủ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về những nỗ lực của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đầu năm 2021, dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận thành công kỹ thuật dẫn lưu não thất. Đến nay, kỹ thuật này đã được áp dụng điều trị thành công cho trên 20 bệnh nhân bị xuất huyết não, tràn máu não thất, giúp giảm thiểu tỷ lệ tử vong cũng như di chứng cho người bệnh. Các bác sĩ nhanh chóng cứu chữa và đưa em tôi lên quyết định là mổ não cho em tôi, và sau 10 ngày thì em tôi đã tỉnh và có thể giơ được tay chân nên hoạt động và đã biết mặt các người thân. Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh chuyên ngành ung bướu khó như nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt, phẫu thuật loại bỏ khối u não lớn, nội soi cắt tuyến giáp qua đường miệng, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh đạt chất lượng cao cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã chủ động và xây dựng các kế hoạch, đặc biệt là công tác chuyển giao kỹ thuật đối với các thầy giáo ở tuyến trung ương, những cái kỹ thuật là thay khớp háng, những kỹ thuật là thay nối dây chằng, rồi những kỹ thuật mà bơm xi măng cuộc sống thì hiện nay đã được thực hiện ở Đa khoa tỉnh. Mới đây, ekip phẫu thuật ngoại khoa của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cũng đã phẫu thuật nội soi thành công cho trẻ sơ sinh bị hẹp phì đại môn vị bẩm sinh. Cùng với đó, nhiều ca bệnh khó hiếm gặp ở trẻ sơ sinh như thoát vị bẹn, trẻ có nang ruột đôi cũng đã được bệnh viện thực hiện thành công. Tăng cường phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao để hướng tới để chẩn đoán sớm dị tật bẩm sinh và hồi sức cấp cứu những cháu từ sơ sinh và đến những vấn đề phức tạp hơn, đem lại cho nhân dân cái điều kiện để chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn. Thông qua việc thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816 của Bộ Y tế, đến nay các bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện được trên 340 kỹ thuật vượt tuyến, trên 1.500 kỹ thuật cũng đã được bệnh viện tuyến huyện tiếp nhận thực hiện thành công. Công tác khám chữa bệnh từ xa cũng được đẩy mạnh đến nhiều trạm y tế xã. Tỉnh cũng đã cho chủ trương tiếp tục đầu tư cái trang thiết bị mới hiện đại trong ngành y tế để đảm bảo làm sao đấy là ngành y tế Lào Cai sẽ đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân. Trong nhiệm kỳ này thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ cho các đơn vị y tế trong việc là cấp cứu, trong cái việc là chẩn đoán, rồi là triển khai những cái dịch vụ kỹ thuật mới. Từ những kết quả đạt được năm 2022, ngành y tế tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 13,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Đến năm 2025, có 70% bác sĩ sau đại học. Nguồn nhân lực dồi dào có chuyên môn tay nghề cao cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang đồng bộ sẽ là điều kiện để Lào Cai thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.